sau đám cưới ngôn tình, vợ chồng Lương Thế Thành yêu lại từ đầu. Cặp nghệ sĩ hào hứng khi đóng chung trong vai tình nhân, vợ chồng suốt 37 tập phim Đời Không Như Là Mơ. Sau đám cưới ngôn tình hồi tháng 4, Thúy Diễm đã trở lại với sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim Đời Không Như Là Mơ. Vào vai Ngọc Huy, một trợ lý giám đốc thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, dù nóng tính nhưng bản chất là cô gái tốt sống tình cảm. Thúy Diễm chia sẻ cô rất háo hức và cảm thấy thú vị. Nữ diễn viên tìm thấy ở đâu đó một chút của bản thân mình trong tính cách nhân vật. Điều khiến nữ diễn viên hào hứng còn vì cô được đóng cặp cùng ông xã Lương Thế Thành trong phim này. Nam diễn viên vào vai một kỹ sư vi tính giỏi chuyên môn, yêu nghề, hiền lành, thậm chí hơi cù lần một chút. Cả hai gặp nhau khi cùng du học nước ngoài và nhanh chóng yêu nhau rồi tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, đời không như là mơ, họ gặp phải nhiều biến cố làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sau khi cưới chúng tôi được đóng cặp cùng nhau, tôi cảm thấy thật sự thoải mái. Tuy nhiên, có vẻ cô ấy vẫn hơi e ngại khi diễn cùng chồng, Lương Thế Thành vui vẻ chia sẻ. Chuyện phim xoay quanh cuộc đời đôi bạn trẻ Ngọc Huy, Thúy Diễm đóng và Thanh Bình, Lương Thế Thành. Huy là cô gái tài sắc, nhiều tham vọng, sống nguyên tắc, tốt bụng và luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng. Sau khi du học nước ngoài trở về, cô nuôi tham vọng thành lập công ty riêng, kết hôn với một người đàn ông, đẹp trai, tài giỏi không gia trưởng, đặc biệt là người đó mồ côi cha mẹ càng tốt. Tuy nhiên, mọi thứ xảy ra không hoàn toàn như mong muốn của Huy. Cô gặp nhiều biến cố bất ngờ, tiền tích góp bao nhiêu năm cực khổ ở nước ngoài gửi cho mẹ đã bị anh hai tiêu xài hết. Không đủ tiền mở công ty phải đi làm thuê, người chồng lý tưởng vô tình lại tìm được gia đình với rất đông thành viên. Từ một cô gái đầy hoài bão, tưởng chừng sắp thành hiện thực, Huy rớt xuống thất vọng, có lúc cũng phải xắn tay vào làm những công việc như nhặt rau, băm bèo, tắm heo cho heo ăn. Suy tất cả, Huy nhận ra rằng đời không như là mơ, nhưng nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu và sống bằng tất cả yêu thương, bao dung, con người sẽ chạm tới ước mơ và hạnh phúc. Cuộc sống hạnh phúc của Huy Bình gặp sóng gió khi nhân vật của Lương Thế Thành tìm lại được gia đình với con số thành viên đông đúc. Sau cùng, nhờ sự bao dung cảm thông và tình yêu thật sự, Bình và Huy vẫn giữ được tổ ấm và cùng nhau vun đắp. Chia sẻ về vai diễn, Thúy Diễm nói, tôi được hóa thân với nhiều hình ảnh cho vai diễn này nên cảm thấy rất thú vị. Lúc thì là cô sinh viên hồn nhiên trong sáng, khi là nhân viên văn phòng, có lúc là cô thôn nữ, sắn quần tắm cho heo. Tôi thực sự thích thú với biến đổi đến chóng mặt này trong bộ phim, bà xã Lương Thế Thành thổ lộ. Đời Không Như Là Mơ phát sóng lúc 20h45 các ngày trong tuần trên SCTV14 từ 27 tháng 12 2016. Phim có sự tham gia của các diễn viên Thúy Diễm, Lương Thế Thành, Đoàn Thanh Tài, Trương Mỹ Nhân, Phi Phụng, Công Hậu, Kim Phương, Bích Hằng, Trúc Nguyễn, Đình Hiếu, Hà Kim, Trần Quý, Phí Huyền Trang và Hải Hùng.